Nghèo tiền, nghèo bạc chứ không có nghèo nụ cười. Đúng quý vị? Đó. Nhân Đức nói quý vị nghe, quý vị mà nghèo nụ cười là bị mắc tất cả 100% luôn. Nó, ví dụ như bây giờ ai mà gặp Nhân Đức mà cười cái thôi. Này con, cho cái dầu này con. Thấy không? Con gặp mà bỏ vòng vô túi lại, khỏi cho du duyên không biết cười. Thấy chưa? Tao nói lời chào cao mâm cổ quý vị. Gặp nhau chào một tiếng đi, có mới tốn tiền đâu. Đúng không? Lời chùa từ khi không gặp ông thầy thôi. Mình đi đâu mà gặp ông thầy thôi chứ, mình gặp mình phải chào một tiếng chứ. Chứ giờ mình gặp mà mình không chào hỏi chứ, mình đi lỡ chùa mình đi về, đi là về, đi về thì không được. Từ khi là mình không có gặp được thì thôi. Chứ mà mình có cơ hội mình đến mà mình gặp được thầy là mình lỡ mình chào một tiếng, đó là cái lễ phép quý vị ơi. Khi mà ông thầy ngò đứng là mình không được ngồi quý vị. Không nói chỗ này mai mốt mình bị chửi, nói là ông thầy ông không dạy tôi. Hồi cấp trước có một ông thầy đi đến chùa Thọ Giới, ông là sa di, ông là chùa ông Thọ Giới, ông ở Phú Yên cũng vô, mà ông lỡ ngay chỗ giới trường ông xin một cái vị thầy để ông được Thọ Giới. Ông lỡ ông vừa xin ông đặt cái mông ngồi xuống mà ông thầy kia đang ngồi, ông thầy kia nói ê ông ở đâu đến đây à, ông lỡ để ông xin Thọ Giới mà đây là giống như ban giám khảo, ông là vừa mới xuất gia U Bà Tắc thôi, thấy không? Nó chưa được sa di nữa mà ông xin Thọ Giới sa di mà chưa gì hết trơn mà ông dám ngồi với ban giám khảo. Thầy ông không dạy chỗ này cho ông nghe hả? Ghê không? Mắng liền thấy chưa? Mình đem cái lời này mình nói lại để cho mọi người chúng ta tránh. Người ta đang ngồi mà mình ngồi chung với người ta liền là không được đó. Mà nếu mà vị thầy mà người ta kêu mình ngồi đi, mà người ta kêu quá nhiệt tình mình mới dám ngồi. Còn cái chuyện mà không có chuyện gì cần thiết, dạ con đứng con không dám ngồi, đó là một cái lễ kính. Còn nếu như mà mình có công chuyện gì mình nói hơi lâu mà thầy kêu mình ngồi đi mình mới dám ngồi. Cái này là những đức hướng dẫn quý vị để sau này lỡ quý vị bị người ta nói, quý vị nói ông thầy Đức không có dạy tôi nói rồi đó. Thấy không? Rõ ràng rồi đó. Bây giờ mình đi lại chùa mình tu tập gì đi, bây giờ gặp quý thầy ở đâu đằng đây đi lại, chúng ta thấy khiều khiều có thầy đến. Còn quả cỡ thước mấy nữa đến, hai thước đến chúng ta đứng lên liền, chắp tay ngang ngực liền, đi đến mình nam mô và cúi đầu một cái, xong vị thầy đi qua vẫn hai thước chúng ta ngồi xuống tiếp tục nói chuyện của mình. Nó, chuyện chúng mình nói nữa vậy thì người ta không có trách mình. Cái lễ kính nó quan trọng dữ lắm. Nó nên từ nơi đó mà mình phải hiểu cái nguyên lý này, chứ nếu không là thua. Như bản thân những đức khi ở trong chùa quý vị, như hồi sáng những đức nó ở bên nhà ăn bên kia, những đức nói mấy thầy mấy chú bên kia có mười mấy ông ở bên cạnh những đức chứ không quen, lờn mặt với những đức quá đơn giản quý vị. Xong viết á, có khi ông ngồi trên ghế những đức đi ngang mấy ông chắp tay làm nè. Hồi sáng những đức nói bên kia, những đức nói mười mấy ông này đố mấy ông có thành tựu gì về sau, mà những đức không nói thì sau này mấy ông bị người ta chửi, mấy ông trách tôi sống bên thầy, thầy không dạy. Tôi mắt nhắm mắt mở, tôi sống trong cuộc đời này để hành đạo, chứ tôi không nặng vấn đề. Nhưng tôi cũng nói thẳng với mấy ông biết, để sau này mấy ông bị người ta sức mấy ông, mấy ông không trách được tôi. Thấy không? Năm xưa Pháp Sư Hải Khánh còn tại thế, đơn giản bình dị bị người ta xem thường. Sau này chết đi để là toàn thân xá lợi, người ta phải lại. Nếu như mà còn tại thế mà biết kính trọng người ta thì đặc biệt quá rồi, sẽ học được cái hay chứ đợi chi người ta chết. Có những vị Bồ Tát người ta đến với cuộc đời người ta rất đơn giản, hành Bồ Tát đạo ta rất đơn giản, rất bình dị, gia nhập vào căn tính chúng sanh mà sống. Từ nơi đó mình đừng vội vàng xem thường người ta, không đơn giản đâu. Trong cái thờ cuộc của mình, mình gặp thờ đến với một con người cùng thờ mà mình nghe được pháp, mình tu tập mỗi ngày, đó là nhân duyên đặc biệt lắm. Tự mỗi người tu nghe pháp rồi tự mình hành trì của mình có lợi ích hay không. Nếu mình thật sự lợi ích
thì tâm mình cảm kích người ta, cảm ơn như Bồ Tát vậy đó. Đúng không? Cái tâm đó đó, học đạo nó mới thành. Nó nên mình phải có tâm vậy đó. Nếu như mà mình mà có tâm khinh nhờn xem thường, Phật xuống giảng đạo mình nghe mình cũng không có lợi ích. Phật xuống giảng đạo mình nghe mình có lợi ích. Tôi đi vô chùa, tôi có được cầm tay giải gì đâu. Mà thật sự tôi cung kính bằng cái tâm mà gọi là hướng đến học. Nên tôi chỉ nhìn qua thôi, chỗ này kia mà tôi cung kính. Tôi học mà tôi học được đó. Học được đó quý vị. Không phải là kêu mà lễ lại gì, nhưng mà cái tâm phải thành kính kìa. Cái tâm chân thật, có cái tâm học á. Thấy người ta làm được chuyện phải có tâm học kìa. Thấy không? Nên như Đức nói với mấy anh em trong chùa, Đức nói nè, thông minh cũng chưa chắc người ta tiếp nhận mình đâu, nghe chưa? Tại vì người ta có cái đầu thông minh rồi, người ta không có cầu nhiều cái thông minh đâu. Nhưng người ta đang cần người đệ tử gì? Chân thành, chân thật, biết nghe lời. Người ta dạy sao nghe vậy là mình có cơ hội à. Thông minh chưa chắc có cơ hội, thiệt thà có cơ hội hơn. Thiệt thà có cơ hội hơn. Nên người thông minh trong cuộc đời này khôn nhất là gì? Lùi cái thông minh lại, đưa cái thiệt thà ra. Thông minh lùi lại, vì thông minh chưa dùng được lúc này. Vì lúc này người ta thông minh rồi, nên chúng ta lùi thông minh lại, đưa thiệt thà ra. Thiệt thà người ta tiếp nhận mình, khi tiếp nhận rồi mình có cơ hội mới đem thông minh ra. Vì đây là có đắc dụng võ rồi. Người như vậy mới là người thật sự thông minh. Các vị nhớ đó, năm xưa tôi mới xuống hộ pháp, biết hòa thượng ngày đi coi coi tên nào là cao thủ. Chùa người ta xây lên vậy, muốn giao cho đâu có đơn giản. 1 giờ mấy hòa thượng đến, bằng đêm á. Từ từ 12 giờ đến, hòa thượng đêm đâu ngủ nhiều đâu. Kỳ sao lại những đứa cố gắng, 11 giờ tôi thức. 11 giờ thức, mình không có ngủ, mình canh hòa thượng. Chứ mình để ông canh mình chứ, mình canh ổng ngon hơn. Tại ổng canh mình không có cơ hội, mình canh ổng mình có cơ hội hơn quý vị. Cuối cùng ổng vừa đến nghe, ổng vừa đến, những đứa thấy đứng ở trong cái cửa phòng, những đứa bắt người lên liền. Hòa thượng làm ngoắt đi theo, ông dẫn đi chỉ hộ pháp chỗ này chỗ kia chỗ nọ, là mình biết ổng đang để ý mình phải không. Xong buổi trưa khoảng 1 giờ hôm qua, mà thường ngủ tới 2 giờ đồ, 12 giờ rưỡi hôm qua, những đức 12 giờ thức. xong á, những đức đi ra ngoài cái chỗ mà làm công trình á, những đức lấy bùn, những đức chay vô mặt mày vô đồ, những đức chay vô tùm lum tùm la mình mẩy chân á. Xong những đức lấy bùn, những đức luyện rầm 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 ngoài đó, đắt đá luyện rầm 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 rầm. Và thường đến nó công nhận thằng này ghê thiệt, quá siêng năng. Nhưng mà thật sự chưa làm gì chứ quý vị ơi. Lấy bùn sình chay vô mình mẩy chơi vậy đó được không? Hiểu chưa? Mà vậy làm bộ không thấy hòa thượng, làm rầm 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 rầm, cài 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 dưới bùn, kệ. Cuối cùng thấy, tưởng nó mình giỏi. Cuối cùng cho cơ hội mình quẳng chúng, mình mới có ngày hôm nay. Thấy chưa? Bây giờ hòa thượng có nghe đi chăng nữa cũng chuyện đã rồi rồi. Tôi nói thằng này cũng dạng thông minh thiệt nghe. Thấy chưa? Vừa siêng vừa giỏi, nhưng phải vừa khôn, khôn đúng chỗ. Chứ trước mặt người ta khôn mình đừng có khôn. Trước mặt cái người khôn mình, người ta tu lâu vậy người ta khôn chứ. Khi người ta nói mình đi khôn làm chi? Nói cái gì mình dạ, dạ. Thì mình có cơ hội. Khi mình ra khỏi vị trí của thầy, lúc đó mình mới khôn. Tại vì cái chỗ khôn này là chỗ cần mình khôn. Còn cái chỗ mà người ta đang đương thờ mình đừng có khôn. Mình người như vậy mới thật sự người khôn. Nghe không? Bây giờ nhà Đức ngồi ở đây, nhà Đức có quyền khôn nè. Chứ không khôn sao nói. Còn trước mặt hòa thượng con ngu lắm. Đúng không? Đó, quý vị thấy không? Vậy thì mình mới thành công. Nên tất cả mấy thầy, mấy chú trong chùa mình nhà Đức dạy hết trơn. Tại vì mấy ổng có góc độ nhìn thì kể mấy ổng. Đúng không? Đừng bao giờ nói rằng tôi không có cơ hội. Cơ hội là do trong tầm tay của mình. Đừng bao giờ nói mình không có cơ hội. Nó do bản thân mình như thế nào mà mình không có cơ hội. Nó nên đừng bao giờ mà, ví dụ như chia sẻ Phật pháp cũng gì nữa. Như Đức nói mấy anh em trong chùa, chưa có làm cái gì đừng có mang cái tâm dạy người ta cao quá. Vì mình chưa làm gì sao dạy? Tôi làm nè. Thấy chưa, tôi làm kịch liệt nuôi người già nè, lại Quan Âm này hướng dẫn ta tu quá trời, nên tôi
lên giống như tôi dạy đời người ta một chút cũng còn có thể coi được. Tại vì tôi làm hơn người ta, còn mình chưa có làm cái gì hết trơn á, thì lên mình chỉ là đơn giản bình dị, đừng có ga vẻ cao gì lời nói. Người ta chỉ cần quan sát mình là người ta thấy. Nếu người này mà tiếp tục đào tạo thì về sau chỉ có một con đường, đó là hư. Hiểu chưa? Tại sao mà có những người giỏi nhưng mà lại không có cơ hội? Vì tại mình đó. Hay chi mà mình lặng lại, mình im lại đi, mình lên mình đơn giản nhất đi, cực hơn ngu bình thường đi, thì cơ hội bị cao. Nó cái gì cũng qua chân thật đó quý vị ơi, không có giấu được cái tâm mình đâu. Mình sao nó ra gì? Nên những đức giống như bây giờ mấy mình muốn học gì đức cũng khó, vì chân thật sẽ học được liền. Tại những đức nó có sao nó bài vậy, nó bài gần hết trơn. Cái tâm như đức nó bài hết trơn rồi. Nên quý vị sống với những đức vì thấy cũng yên tâm nữa. Tại vì thầy có gì cũng nói hết trơn à. Lúc bực bội liền, lúc vui vui liền vậy đó. Thấy rõ ràng hết trơn đúng không? Chứ không phải mà lúc như đức bực bội mà như đức không có đó nghe quý vị. Vậy là rõ ràng đúng không? Mà một chút vui là vui. Nó rõ ràng ra căn tính cho mình thấy hết trơn. Nó đó là cái rất là chân thật quý vị. Nhưng đức mong quý vị học Phật thì sao á, mà học bằng cái tấm lòng của mình chân thật. Rồi niệm Phật chân thật. Rồi những cái gì mình sai thì mình chân thật mình sửa. Còn cái nghe cái gì mà chạm mình thì đừng có tự ái. Tại vì chạm là dính rồi. Khi mình nghe câu gì mà mình dính mình cái mình nói thứ gì đâu. Chọt tao không à. Là mình thất bại rồi đó, thấy chưa? Nó chọt mà trúng mình thì mình biết dính mình rồi thì mình sửa, đúng không? Chọt trúng mà còn không biết, đúng là nhất xiển đệ, thiếu thiện căn, hiểu chưa? Nên từ nơi đó quý vị nghe những cái câu cuối cùng quan trọng đó đó, trong cái đối nhân xử thế của cuộc đời người quan trọng lắm nha quý vị. Người chân thật là người khôn nhất. Người khôn nhất và léo lách nhất, trở lại chân thật nhất, là người đạt nhất. Sợ nhất là mình thì không có thông minh gì mà mình ra vẻ mình thông minh, kiểu này mới chết nè. Ví dụ như con gái đi mà tự cao kiêu ngạo là chỉ có hại mình thôi. Đàn ông trai gì cũng vậy chứ. Tự cao kiêu ngạo, đẹp một chút điệu, đẹp một chút là chết. Thêm cái chảnh chẻ ba lá hẹ, thấy không? Người ta cho cái gì cái này, sao đồ sao này nhà nhiều lắm, nhiều lắm, thấy không? Với cái mặt ưa đó, đó là chết chắc luôn. Để biết nó ghét chứ không gì chứ á. Mày giàu tới đâu mày điệu gì, đẹp tới đâu mà điệu với con, đúng không? Thì nó hại mình, nó bỏ chứ làm sao. Mình đàng hoàng, mình lại hiểu biết cái nữa, ai hại được mình. Đàng hoàng thì người ta thương, hiểu biết thì mình có góc độ. Còn cái gì không hiểu mình hỏi. Mình mà cái tâm tính mình vậy, đi đâu quý vị cũng không đến nỗi tệ. Không hiểu thì hỏi. Hiểu không? Không hiểu thì hỏi. Vô cái thang máy, ta không biết bấm mà làm thầy hay, hỏi biết bấm không? Sao không biết? Lên lầu 3 thì bấm số 1. Xong tới số 1 đi ra, trên mồ, số 1. Cái gì? Lầu 1 à? Biết không? Biết, tôi bấm số 2. Trong khi người ta bấm số 3, cái lên tới lầu 3 đúng không quý vị? Không biết. Thì mình nói, nào gì quê lắm. Chưa đi thang máy lần nào luôn, không biết bấm đâu. Bấm làm sao? Chỉ đi. Này, vô đây ha. Bấm chỗ này cái mở nghe. Bấm cái nữa, lầu 3 phải không? Lên, bấm số 3. Lầu 2 đúng không? Bấm số 2. Lầu 1, bấm số 1. Biết chưa? Nó biết rồi đó. À, cảm ơn nghe. Mình biết rồi. Mình đừng có sợ quê rằng là mình nói mình không biết, người ta cười mình sao? Không biết thì nói không biết chứ ai cười. Người ta cười mình là do không biết. Mà làm thầy hay, người ta mới cười mình. Đúng quý vị? Đó. Nên bây giờ ai mà cười được những đức, ai mà cười những đức là người đó giống hệt những đức. Những đức nói những đức học lớp 3, những đức không hiểu nhiều mà đi cười những đức làm chi? Cười những đức thì quý vị tào lao. Người ta nói người ta không biết rồi. Mà ai mà quý bà này ngồi nghe làm chi?
hiểu không? Cho nên có cái ông đó bình luận nói ta nó giảng gì mà sao ngồi nghe vỗ tay rầm rầm, tôi không hiểu nổi luôn. Xong những đức nói rằng tôi mà còn chưa hiểu nó đây, tôi mà còn không, tôi không hiểu được chuyện này là chuyện gì luôn á. Thấy chưa, vì thấy tội nghiệp ghê không? Đúng không? Ý nó là lớp 3 mà bây giờ nghe làm chi? Bây giờ mà cười tôi thì chỉ giống như lớp 3 thôi. Nhưng mà văn tự ở thế gian này quý vị, dù quý vị học cao cỡ nào đi chăng nữa, nó chỉ là một số văn tự rất đơn giản trong cuộc sống thôi. Chứ vì nói gì bây giờ, hiểu không? Không thể nào tránh được bộ đồ, không thể nào tránh được đi tắm, không bao giờ tránh được ăn cơm, không bao giờ tránh được đánh răng, không bao giờ tránh được rửa mặt, không bao giờ tránh được yêu thương, yêu nhiều yêu ít thôi, đúng không? Những văn tự này thì thật sự quý vị thì làm sao tránh được, dù có nói cái gì nó cũng đi vào cái chuyện cuộc sống thôi, đúng không? Nắm được gì rồi thì nói, chứ có gì đâu mà khó quý vị. Cách diễn đạt thì mỗi người khác nhau, thấy không? Truyền tải văn tự cũng một văn tự này, nếu là một con người người ta khéo léo, người ta điều chỉnh thì người ta lại nói theo cái kịch, cái cách khéo léo để hướng dẫn. Ví dụ như người ta nói mà ta vừa cười nghe, thầy nói cho biết nghe, nói người ta đưa tay nhẹ nhàng lắm nghe quý vị, mà xong người ta đưa tay người ta cười rồi vui lắm, nhưng vẫn bị chữ à. Không ai mà không bị chữ chứ, không thằng này chữ của thằng khác chữ à. Nó ngộ vậy đó quý vị. Còn những đứa nói gì thì cũng bị chữ. Trong bao nhiêu trăm người nghe thích thì cũng cuối cùng cũng có người chữ. Vậy thì trong cuộc đời này ai mà không bị chữ? Vậy thì giờ thạc sĩ tiến sĩ hay là lớp 3 cũng bị chữ. Vậy thì thôi, lớp 3 cũng bị chữ thì học tới tiến sĩ làm chi cho nó mệt. Thấy rồi, coi bình luận tên nào cũng bị chữ cho quý vị ơi. Nổi tiếng gì cũng bị, càng nổi tiếng thì càng bị chữ à. Còn không nổi tiếng thì không ai chữ, vì có ai biết đâu chữ. Không nổi tiếng ai đâu chữ quý vị. Nhưng mà có nổi tiếng lên là bị chữ. Thì coi coi có không. Tôi nói ngày bon mà. Thấy chưa? Nên người mình làm dâu trăm họ mà mình nói đây có người nhìn mình, có người quan sát mình, cái nghĩ của người ta là khác. Những đức nói bị đây hiểu thì bị hiểu, còn người ta không hiểu thì người ta chửi. Chuyện này bình thường, người ta có miệng người ta có quyền chửi, đúng không? Mà mình có lỗ tai có quyền nghe, đúng không? Chạy nước miếng. Không ngộ nghe, nói tới câu chửi là nước miếng nó chạy. Làm như mình thèm bị chửi thì sao? Nó chạy nước miếng nữa đó. Kệ, tôi làm gì đó. Nhưng mà khó làm theo lắm á nghe. Không phải giỡn đâu nghe quý vị. Đó. Nó, ông mà mỗi lần video học pháp á, có con bé này nó cũng hay. Lâu lâu nó cử làm nè. Nó làm cho mình nó tự nhiên quý vị ơi. Thì cũng háo hức mình giảng là thấy ghê. Làm đúng là quá nhiệt tình. Bữa đó có cái ông con bình luận nói nè, quý Phật tử ơi, vỗ tay thôi chứ đừng có hú hé. Đúng là đau khổ ghê. Thì mình ở đâu mình ngồi mình hú hé theo đi. Đúng quý vị. Thật sự quý vị biết á, ginh một món đồ mà không hú hé thì cũng không ginh nổi. Đúng quý vị. Không lẽ bây giờ quý vị ngồi ở đây quý vị nghe những đức giảng, quý vị ngồi chứ quý vị vỗ tay quý vị làm nè. Chắc người ta nhìn hội chúng này chắc nó bị câm á. Mà thường câm là điếc quý vị. Làm gì cái chuyện câm mà nghe. Đúng quý vị. Thì vỗ tay thì phải hú lên, phải cười lên mới vỗ. Đúng quý vị. Nói vậy thấy không? Có hết trơn thấy không? Không, mình không có trách người ta nghe vị, mà nhưng mà đem cái bình luận tư tưởng để chia sẻ nhau nghe chơi. Chứ không có trách ai chứ, ai muốn nói sao nói kệ người ta. Nó vỗ tay mà kêu đừng có hú. Còn tôi thì tôi thích cái bị hú. Nó có nhiều ưu thế đặc biệt khi ngồi chia sẻ Phật pháp lâu mà có nhiều người cười vỗ tay, nó giúp cho những người kia tỉnh ngủ. Chứ bây giờ mà nguyên một hội chúng này mà nó im gu hết trơn nghe một chút là nguyên cái hội chúng này nó nằm tại chỗ nó ngủ. Hoàn toàn mình thất bại quý vị. Vì mình chia sẻ Phật pháp mà xong nó ngủ hết trơn rồi.
Bây giờ Như Đức nói, bây giờ Như Đức chia sẻ bao pháp đây mà hai bà nó ngồi hai bên nó dựa nhau nó ngủ. Hai bên nó cứ dựa qua lại nó ngủ. Thất bại không? Quá thất bại. Nếu một ngày mà giảng 4 buổi ai dám nghe. Vậy mà lễ là người ta tranh thủ người ta vô 4 buổi đúng không? Mà lễ chuyến này nghe. Lễ chuyến này là cái nhà Tôn á. Chúng ta qua nhà Tôn hết rồi, chứ không có phải ở đây. Ở đây thì che màn cái gì tùm lum tùm la nó chẹt quá. Qua bên nhà Tôn. Đúng không? Hai. Không, buổi sáng á, buổi sáng 18 sớm 3 giờ á, thì chúng ta ở ngay đây. Ngoài chờ đẹp mát mẻ, đúng không? Rồi xong á 8 giờ rưỡi là chúng ta qua nhà Tôn. 1 giờ rưỡi chúng ta nhà Tôn. Đúng không? Tối lại là đây. Đúng không? Sáng mai 19 là đây. Di Đà là đây. 8 giờ rưỡi nhà Tôn, 2 giờ nhà Tôn, 6 giờ nhà Tôn. Hiểu không? Đó, chương trình rõ ràng vậy đó. Nhưng mà 17 mình phải đi. Đó, cái chương trình kỳ này đông dữ lắm đó nghe, đòn đòn dữ lắm đó nghe quý vị. À, bây giờ mà nói là xe cộ nghe nói bây giờ là đặt vé xe sạch nhất hết luôn rồi. Nó xe rồi đặt quá trời đặt luôn rồi. Giờ 50 ngàn cái máy niệm Phật mới đủ không đây? Lỡ mà không đủ mà đừng có buồn nghe quý vị. Thấy không? Mà cái máy niệm Phật kỳ này không đơn giản. Quá xịn luôn quý vị ơi. Máy niệm Phật này đó. Đây. Quá xịn luôn. Mà kỳ này nghe có một cái điều hộ niệm, có một điều niệm Phật nghe, điều quan trọng nghe quý vị. Càng phải đau là càng phải niệm. Càng phải đau là càng phải niệm. Nó. Cái điều này có vừa hay hay mà tiếu quý vị. Thấy không? Không mà cái máy cái này làm đẹp. Quá đẹp rồi nhìn. Đẹp phải không? Đẹp. Hiểu không? Ok, nổ. Mai mốt thêm cái tên Đức Nổ. Nổ banh xác luôn. Trong cuộc đời này mà làm được mà không nổ thì khó độ sanh rộng. Đúng không? Mà nổ mà không làm là người ta quýnh mình phù mỏ. Nó thật sự vậy luôn á. Mà nổ được mà làm được thì sao? Được chứ sao? Không? Cái máy bình thường thôi quý vị đi mua bao nhiêu cái mà không được đúng không? Nhưng mà làm vậy đó, vậy nó được không? Nó. Nhưng mà nhớ nghe, cái món quà trong chùa tặng không đơn giản. Cái hổm tới giờ nghe, tôi đứng ở chân ở chỗ cái vàng máy á. Đứng ở chân chỗ vàng máy nghe. Kinh khủng quý vị ơi. 10.000 cái khăn đã đặt rồi. Đặt rồi 10.000 cái khăn. 10.000 cái khăn cái này cực kỳ đẹp. Quá đẹp. Khăn cái này không có con công phải không? Khăn sao có con công bay lượn 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 luôn. Chắc chắn trong lòng quý vị sẽ hỏi là chừng nào có. Đúng không? Cái điều này rất nhiều người càng hỏi. Trả lời luôn. Mỗi tuần chủ nhật đi nhất định có. Thấy không? Không. Chắc chắn 10.000 cái là không bao giờ thiếu. 10.000 cái sao thiếu quý vị? Cái khăn này thôi quý vị biết. Lựa khăn này nghe là lưới nha. Nếu như thời tiết nóng thì tròn cổ mát, mà thời tiết lạnh thì tròn cổ ấm. Cái khăn này mà tròn lên một cái nghe, bây giờ riêng biệt cái khăn này thôi, mấy cô mà tròn cái khăn này lên một cái thôi, những đứa thấy mấy cô trẻ 5-7 tuổi rồi đấy. 5-7 tuổi.
mà cái khăn sau này nè mà cho một cái thôi trẻ hơn 20. Quá nổ luôn. Bây giờ có người ta đặt ở đó đứt nổ, xài sẵn chết nổ luôn, đủ ánh sáng luôn quý vị. Ok, miễn vui được rồi đúng quý vị. Không mà đặt rồi, đặt ra tính ra cũng hơn từng nay rồi. Ta nói một tháng có, một tháng có, tại nước ngoài ta đem về mà. Căn đặt từ nước ngoài mà quý vị. Kêu ép con công cho chắc cho tôi nghe không. Con công này giặt mà bay màu là tôi trả cả đám là hết luôn. Trả mấy bà này về ngoài luôn á. Thấy chưa? Không mà chắc chắn quý vị, khăn công nhận đẹp mà tôi những đức lựa cho quý vị cái màu kia này đó nghe. Cái màu kia này thôi nhà đức nói. Trẻ cũng tròn đẹp. Mà sồn sồn cũng tròn đẹp. Mà già cũng tròn đẹp. Mà chết tròn cũng đẹp luôn. Đúng là cái khăn này quá đặc biệt quý vị. Hiểu không? Ngon. À, có những người chúng ta đến với cuộc đời này mình mà không hiểu thì mình nghĩ rằng là nghèo hoặc là xấu hoặc là thiếu hạnh phúc gì đó, cho đó là quá thiệt thòi. Nhưng nếu mình là người học Phật hiểu á, thì sâu sắc nhận thức thiệt thòi lớn nhất của đời người là không cầu sanh cực lạc. Nhớ. Vì cái khổ đau trong cuộc đời này á, nó có thời gian, nó có thời gian để mình thoát. Tại vì sống mấy mươi năm đâu mình chết rồi. Khổ gì đi chăng nữa cũng là từ cái thân này. Mà cái tâm thì nó trụ vào cái thân, mà cái thân chết rồi cái tâm đi về đâu. Nên từ nơi đó mấy mươi năm cũng qua thôi. Nên nói là thiệt thòi lớn nhất của đời người là không niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là thiệt thòi lớn nhất. Còn nếu như cái người mà học Phật rồi mà không có mục tiêu để cầu giải thoát thì đây là càng thiệt thòi hơn. Tại vì đã gặp Phật Pháp rồi quý vị, mà lại không tu một cái pháp tu để đời này quyết chí để được giải thoát thì đây mới là quá thiệt thòi. Nên khổ đau gì trong cuộc đời chúng ta cũng không đến nỗi quá khổ. Khổ nhất là không có niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ quý vị. Nên có người hỏi Nhân Đức: thầy làm bao nhiêu chuyện gì, có bao giờ thầy lo sợ về việc thất bại không? Thì Nhân Đức nói rằng Nhân Đức sẽ không bao giờ thất bại. Vì sao? Câu này mới nói ra thì giống như nó kiêu ngạo quá đúng quý vị. Nhưng quý vị nghe kỹ nè. Người thất bại là vì người đặt vấn đề thành công ở thế gian này. Còn Nhân Đức là mục tiêu ở thế giới cực lạc chứ không phải ở đây. Mục tiêu chúng ta phải đặt cho rõ ràng. Chúng ta đi đến đây chỉ là diễn tuồng và hát một bài hát thôi, đúng dài, chứ không có gì ở đây gọi là thành công hay thất bại gì cả. Duyên như thế nào thì làm như vậy. Nhớ kỹ. Có duyên thì chúng ta cứ làm tận đáy lòng mình, hết duyên thì chúng ta nghỉ. Nên cái việc thành công hay thất bại ở cõi này, chuyện này chúng ta không cần phải nói tới. Chỗ quan trọng nhất của cuộc đời chúng ta đó là mỗi ngày dưỡng được cái tâm của mình. Mình nghĩ mình là người dân ở thế giới cực lạc. Nếu như quý vị có một cái cảm giác này thì quý vị tu học, quý vị sẽ an lạc lắm và sẽ rất là vui. Rất là vui. Bởi vì sống trong cuộc đời này không phải nói như vậy để rồi chúng ta đẩy cái câu này vào mỗi người, mà là mỗi người có căn tính khác nhau. Nên chúng ta cũng nói có cái thành công, có cái thất bại. Chúng ta cũng phấn đấu với những cái thành công để cho người thế gian thấy đó phù hợp. Chứ thật sự thì thành công thất bại gì nó cũng không quan trọng bằng cái việc niệm Phật giảng sanh. Nhớ nghe về, đây là cái quan trọng nhất. Nên hôm nay ngày 14 tháng 2 chúng ta có bài học tập ngay thứ bảy cộng tu bên đầu tràng 3. Đó là
làm lợi ích cho chúng sanh đúng nghĩa. A Di Đà Phật. Những đứa thấy rằng là con người khi được lo là đúng nghĩa nhất. Vì Phật nói thân người khó được, mà con người có thể sống cả cuộc đời con người đến khi tuổi già lại sống những ngày tháng sống gỡ để chờ chết thì đúng là vô nghĩa quá. Mình có thể đem cái con người đó về để mình dạy họ niệm Phật, mình rèn luyện họ lại để cái cuối đời của họ nó có một chỗ đi về, thì những đức thấy rằng 100% không có việc làm nào đúng nghĩa bằng nuôi con người niệm Phật hết. Chắc chắn quý vị luôn. Đây là kết luận một đời người còn gì quý vị. Mà bây giờ quý vị coi nuôi con người niệm Phật cầu sanh cực lạc thì đa phần quý vị coi là ở đâu? Ở đâu nuôi? Ở trong chùa nuôi được. Tại vì chùa sẽ niệm Phật tụng kinh. Nhưng quý vị coi đa phần viện dưỡng lão thì người ta không thể nào đưa niệm Phật vào được, vì người ta cũng không tin chỗ này. Nhưng mà ở trong chùa mới niệm Phật giáng sanh. Tại vì trong chùa tụng kinh niệm Phật nên nuôi người già ở trong chùa. Chùa cũng chưa phải gọi là đây là viện dưỡng lão, mà đây là nuôi con người niệm Phật giáng sanh. Nó rõ ra là như vậy, đúng không quý vị? Nên những đức thấy rằng là cái việc làm đúng nghĩa nhất là nuôi con người. Từ nuôi trẻ em mà giáo dục thì cũng là nuôi con người ý nghĩa. Nuôi người già niệm Phật, đây là nuôi việc ý nghĩa khi cuối đời, kết luận đời người. Đây là những việc rất là quan trọng của đời người ta. Nên á, Hòa Thượng mình ngày nói rằng qua lễ viếng Quan Âm, ngài sẽ khai móng mà xây cái đạo tràng bộ. Thì chúng ta rất là mừng, dù cho bản thân của mình cũng chưa nghĩ rằng bản thân mình phải vô chùa ở luôn đâu. Nhưng mà mình rất là mừng vì người ta sẽ được có chỗ ở thêm. Một ngôi chùa ít gì cũng ở 700-800 người, ngàn người gì đó ở trong chùa. Thì mình cũng mừng cho bao nhiêu con người đó được ở chùa. Và họ mất đi thì những người già khác tiếp tục được ở nữa. Và cái quan trọng vô cùng quý vị thấy, quý vị đi đến đây quý vị thấy xác thực là bản thân những đức nuôi con người là thật sự những đức muốn nuôi con người. 100% là những đức thích nuôi người già niệm Phật. Đây là nói rõ ràng, chứ không phải nói rằng tôi nói tôi nuôi con người bằng một cách hình thức, không phải. Mà tôi thật sự tôi không sợ phiền phức. Tôi thật sự tôi muốn nuôi người già niệm Phật, mà nuôi bằng tặng đáy lòng của mình. Chứ không phải sợ các cụ già trong chùa bày hầy dơ giấy, không có đâu quý vị. Quý vị nuôi người già ở trong chùa bày hầy dơ giấy là do gì? Tại quý vị không biết cách sắp xếp thôi. Chứ quý vị coi chùa mình, điểm chùa nào cũng nhờ các cụ mà sạch. Được vậy, rồi các cụ đều dọn dẹp. Buổi sáng thì đi một vòng Đại Tùng Lâm với chùa mới đi, tất cả vị trí ngoài đường thì các cụ cầm người cái chổi đi quét, người khúc quét sạch nhất hết. Cả vườn bông giấy mà cụ còn chui vô đó quét sạch nhất hết mà. Nếu như bây giờ một ngôi chùa mà nuôi 1.000 tăng ni và một ngôi chùa nuôi 1.000 các cụ già, của ông, của bà, chắc chắn quý vị luôn, cái ngôi chùa nuôi 1.000 của ông, của bà sẽ sạch hơn ngôi chùa nuôi 1.000 tăng ni. Mà 1.000 các cụ ông, của bà chánh điện sẽ tu 4 thờ, 1.000 tăng ni chưa chắc chánh điện tu 4 thờ. Đây là xác định luôn. Đó. Nên từ nơi đó mà cái tâm những đức là thật sự muốn nuôi các cụ già, chứ không phải là cái chuyện rủ quý vị xây chùa để những đức có nhiều chùa. Không có chuyện này. Có nhiều chùa làm gì? Đi quét hả? Hay đi thuê người ta quét? Xây chùa là để cho người ta ở, vì đồng tiền này của chúng sanh thập phương đem về làm ra việc lợi ích để chúng ta cùng có lợi ích, chứ không phải là chúng ta muốn làm chủ chùa. Thật sự không muốn làm chủ chùa. Chủ một cái phòng mà còn thấy cực khi dọn một cái phòng, không chi là chủ một ngôi nhà và chủ một ngôi chùa. Tại vì vai trò là phải làm, nhưng mà thật sự là mình muốn nuôi con người. Nên những đức nghĩ rằng làm lợi ích cho chúng sanh đúng nghĩa thì là nuôi con người niệm Phật là đúng nghĩa nhất. Đi ngồi suy nghĩ coi. Tại niệm Phật chứ làm Phật. Niệm Phật sẽ làm Phật. Niệm sanh
thì làm địa ngục, niệm tham thì đi làm quỷ, niệm ngu si đi làm súng sanh, niệm Phật làm Phật. Đúng không? Rất là rõ ràng. Nên khi Hòa Thượng ngày 83 tuổi mà ngài còn phát tâm như vậy. Thêm cái nữa quý vị, đầu tư chỗ này rất phù hợp. Những đứa con không ngại gì, tại vì bản thân những đứa có ăn đâu ngại. Thì quý vị biết, dù bây giờ xây có bao nhiêu ngôi chùa, những đức với Hòa Thượng vẫn ở cái phòng bình thường. Rồi bây giờ những đức ăn cơm hoàn toàn y rang chúng luôn, làm chi nhiều dữ vậy. Hòa Thượng ăn nhiều, luộc miếng rau chấm 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 nhấm như này. 83 tuổi ăn gì nữa giờ, ngủ nhiều. Rồi Hòa Thượng đi chơi ở đâu? 83 tuổi đi chơi gì nữa? Cầu mong có thời gian nghỉ ngơi mà không được nghỉ. Vậy mà tại sao đi làm những việc dữ vậy? Thì cái câu chúng ta thường đọc, cõi thế trăm năm một kiếp người, đúng không? Ai rồi cũng phải trở về thôi. Mà trở về đâu nè? Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Vì sao cuối cuộc đời mình mà ra đi nở nụ cười vậy? Vì Phật A Di Đà đến trước mình cảm thấy mình hãnh diện bước lên đài sen. Vì con đi đến với cuộc đời này, con cảm thấy con cũng hết lòng hết dạ với cái việc mà con báo ơn Phật, làm tặng đáy lòng hết dạ còn gì. Những gì con cần nói, những gì con cần làm, những gì con có thể làm được cho mọi người, con đã làm hết mình con rồi. Bây giờ con có cái gì mà con cảm thấy gặp Phật A Di Đà mà con ngại? Con đâu có bê tha, con đâu có làm biến đâu. Hết lòng hết dạ rồi còn gì nữa bây giờ? Quý vị coi làm việc đến mức đó rồi còn gì nữa? Không có một chút xíu thời gian. Kính vô hết rồi. Đó. Từ sáng thức dậy niệm Phật lễ Phật một chút, xong đi nấu ăn xong rồi chạy về cạo đầu tắm. Tắm xong chạy qua ăn cơm xong nói chuyện xong rồi chạy qua đây. Qua đây xong rồi giải quyết một số vấn đề, rồi xong qua đây giảng, quý vị coi. Từ 2 giờ rưỡi cho tới bây giờ luôn, đâu có một chút xíu nào. Đó. Không phải Phật Bồ Tát gia hộ, sức nào mà làm kiểu này? Mà sức nào giảng cho bị nghe? Sân si phiền não sao giảng? Nó nhưng vậy mà gần dẫn lên truyền tải cho quý vị những cái tư tưởng tích cực. Tại vì sao? Vì cái tâm trạng mình nghĩ rằng mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, mình cảm thấy mừng. Vì đời người ai cũng qua một đời, nhưng người thì qua một đời rất ý nghĩa, người thì qua đời người vô nghĩa. Rất nhiều người đến cái cuộc đời này, chúng ta qua đời người vô nghĩa lắm quý vị. Những ngày tháng chúng ta sống, chúng ta cũng diễn vai đấy quý vị, nhưng lại diễn một cái vai mình nó quá bèo nhèo. Giống như một tuần cái lương á, cái vai nào á mà diễn mà đặc sắc một chút thì lương nó cao. Còn cái vai nào á mà nó quá bèo, vai quân sĩ rồi, hoặc là vai mà vừa chạy ra lấy gươm đâm cái ẹo cái chết queo thì bước ra nó đưa mình mấy ngàn. Vai quần chúng đâu có nhiêu đâu quý vị, quần chúng mà. Hoặc là cái vai ta chạy xe ngang cái mình lủi đầu vô xe đụng cái rầm chở nhà thương chết queo thì có nhiêu tiền đâu. Cũng là một cái vai mà quý vị đóng cái vai bèo quá. Còn mình có cơ hội đóng một cái vai quan trọng, khi ở trong một vai diễn thì lương mình nó vẫn cao hơn. Nên tiền nào của nấy quý vị ơi, hiểu không? Tiền nào của nấy thôi. Đó. Nên mình là người niệm Phật đó, đi đến với cuộc đời này đóng một cái vai người niệm Phật đó, nó quan trọng. Nên quý vị cố gắng đóng cái vai người niệm Phật cho nó tốt. Nó không có cái thành đạt nào đặc biệt bằng thành đạt giảng sanh. Cũng không có cái gì thất bại cuộc đời này đâu. Nên cái tâm mình đó, nhận thức được gì thì lên hay xuống nó không có gì quá nặng nề. Đã là không có nặng nề thì bị tự tại lắm, rất là tự tại. Hãy làm tặng đáy lòng mình đi với những gì mà bản thân mình có thể làm được. Quý vị biết rằng có nhiều người gặp như đức hỏi: thầy ơi, bây giờ Hòa Thượng chuẩn bị xây chùa mà thầy nuôi bao nhiêu con người, rồi bây giờ xây chùa này là chuyến này là thầy đa phần thầy phải lo hết. Hòa Thượng càng ngày càng lớn tuổi rồi, đa phần phải lo hết. Vậy thì bây giờ thầy có bận tâm không? Những đức nói: cái việc này y rang mình làm cho Phật A Di Đà. Thật sự mà nói, tại vì ngày phát cái nguyện lên ngày tiếp dẫn chúng sanh, thì bây giờ
mình đưa lại cái bổ nguyện cho Ngài, nói cái bổ nguyện của Ngài cho người ta nghe, để rồi Ngài tiếp dẫn, vì Ngài muốn giúp chúng sanh. Mình là bắt cầu cho chúng sanh đã đi, đi qua, đến với bổ nguyện của Ngài. Vì thì cái việc làm này thật sự mà nói, mình làm việc cho ông chủ A Di Đà Phật thì yên tâm đi, chắc chắn 100% sẽ làm được không? Từ khi chúng sanh thiếu duyên thiếu phước quý vị thì chịu thua, thấy không? Nhưng mà mình thấy nhân duyên nó cũng đặc biệt thù thắng, thì mình mong rằng khi xây đạo tràng 4 này, Hòa Thượng này cũng đỡ bận tâm, đỡ lo một chút. Bản thân mình có điều kiện, mình đưa cho Ngài để Ngài làm. Thấy có một cái cô đâu ở bên nước ngoài mà cổ có cái xưởng gạch, gạch men gì đó, chưa xây mà cổ đến, cổ xin cúng dường hết toàn bộ gạch chánh điện. Cúng dường toàn bộ gạch, rồi chánh điện, bàn thờ, rồi tượng Phật, rồi thần hộ pháp, rồi đèn trang trí bàn thờ. Xin cúng hết cái đó, mạng đã bả cúng, thấy không? Thì bây giờ bả hứa bả cúng. Có những người hỏi là bả hứa gì, lỡ bả không cúng sao thầy? Không cúng thì thôi, bả tự bả lỡ bả hứa, bả cúng cúng thôi, chuyện của bả, đúng không? Cúng mình cũng làm thôi. Nên vì thấy vậy nó tự tại không? An lạc tự tại gì đâu. Đó, riêng bản thân nhận đức á, thì trước Tết á, tính ra trong vòng một tháng mà như đứa thấy, ủa sao mình làm nhiều việc quá mà sao mà tiền nó cũng dư quá trời thế ạ. Thì như đức nghĩ chắc chắn là có việc làm rồi, hồi đó giờ để ý kinh nghiệm quá, lúc nào mà không có tiền hết trơn là biết không có việc làm, không có làm việc gì nữa chứ á. Còn lúc nào mà làm mà tự nhiên làm mà dư tiền là biết rồi, có chuyện rồi, chắc chắn là có chuyện làm, mà phải là chuyện lớn. Mà hồi xưa vậy đấy, để ý làm việc lớn, lớn thì là lớn thì tiền lớn, làm việc nhỏ thì tiền nhỏ, mà dư tiền cũng hơn nhiều nhiều. Thì từ đó những đức nói à, chấp sắp sửa làm việc lớn. Thì cách nay đâu cỡ 2 tháng những đức qua gặp Hòa Thượng, nói Hòa Thượng mình còn miếng đất phía sau. Những đức nói Hòa Thượng nên suy nghĩ lại, vì khi Hòa Thượng còn tại thế, cái gì cần làm đi. Hòa Thượng nên xây thêm ngôi chùa nữa để cho chúng sanh được ở. Thì con cũng cố gắng gũ Phật tử, tại vì nhiều Phật tử con cũng quen, biết nhau, nghe pháp đâu, thì bài pháp mình giảng mình níu lên khắp nơi nơi, cùng chung tay để mình cùng tu phước tu duyên với cái cuộc đời này mình đi đến đây. Vậy thôi. Sao mà tự nói như đức nhiều tiền lắm á, ông nói gì mà ông dám làm nổi không? Đất thì tôi có rồi đó, nhưng mà ông xây ông dám có tiền không đó? Xây thì phải xây tranh thủ chứ không phải là tới từng á. Mà người ta hỏi tiền mà không có tiền trả, người ta đâu nghe không? Thật sự mà nói quý vị biết á, nhưng đức làm việc không phải như người ta tự xây một ngôi chùa, mà người ta có thể chuẩn bị bao nhiêu năm chờ, người ta tích lũy tiền một đống. Nhưng đức xin thưa quý vị nghe, nhưng đức mà có một đống tiền là khỏi cần nói một câu luôn. Con tính của người như đức là vậy mà, đã là đủ và dư xây chùa rồi, liền đức sẽ nói một câu: bao nhiêu năm nay giảng pháp quý vị cúng dường, thầy để dành tiền đủ xây ngôi chùa. Thì sẽ nói vậy liền á, tính người như đức vậy mà quý vị. Nhưng mà người ta lại thích, người ta cũng cúng mà. Nhưng mà riêng bản thân những đức là có làm sạch nhất rồi, nhưng mà làm nó dư ra rồi thì bắt đầu là những đức thấy mình cần phải làm, thì thấy cái duyên Hòa Thượng xây chùa đặc biệt quá, tiện bề mình đụng vô không có được đâu quý vị. Đừng có làm cái chuyện mà bản thân mình không làm được, hãy làm cái chuyện mà mình làm được đi. Duyên ai nấy làm, duyên Hòa Thượng này xây chùa để ngày xây đi. Nên con làm Hòa Thượng nói xây kỳ này xây chùa để cho ông làm đó, ông đứng coi đi. Như đức nói không Hòa Thượng ơi, con đứng coi á, Hòa Thượng qua lại Hòa Thượng nhìn ngó, con còn khó làm hơn. Thà Hòa Thượng làm quen, Hòa Thượng làm thì con đâu có dám đụng tới. Còn chuyện của con giảng pháp
hướng dẫn người tu thì hòa thượng cũng đâu có đụng tới đâu. Chuyện ai nấy làm, nói không, thầy trò như nhịp nhàng, chuyện ai nấy làm. Xong có tiền thì đem đưa hòa thượng để hòa thượng trả tiền cho người ta mỗi tuần, cố gắng kiếm tiền. Bây giờ là kiếm tiền mỗi tuần đó. Nói bây giờ mình nói người ta cúng dường, nhưng mà thật sự mình nói mình kiếm tiền. Mà kiếm tiền bằng cái gì? Bằng cái miệng. Cái miệng kiếm tiền, vừa giảng pháp vừa động viên người ta. Quý vị thấy nhận đức á, quý vị chưa từng thấy ông thầy nào mà nói dai nhận đức. Quý vị mà ngồi suy nghĩ, quý vị thấy nhận đức nói dai ác đạn. Nói mà cái chương trình Lại Quan Âm hay chương trình lễ hội gì thấy nhận đức nói hoài vậy đó. Mà nhiều người ta gặp như thế, ta nói nè, con là thật sự lần này là con không đi được á thầy. Thầy nói với mà con chịu không nổi luôn, phải đi luôn á, đi Lại Quan Âm luôn á. À, đúng là con bạn con quyết định là đi không được đâu, thôi lần sau chứ sao con đi. Mà thầy nói đến mức mà con không đi không được, bắt buộc phải đi. Em biết thấy không, đó là cũng là nói dai mà lại có lỡ. Mình nói để cho người ta tốt mà quý vị. Quý vị biết rằng con người quý vị đừng bao giờ nói lần được rồi. Không có đó quý vị ơi. Nói 100 lần cũng chưa được, nó mà phải nói hoài. Không có con số đó với con người. Thấy không? Quý vị thấy công nhận không? Bài giảng nào nhất là gần tới ngày lại, nhìn tới nói hoài luôn. Nói hoài đó, không có sợ thừa. Cũng không có sợ người ta nói ế gì chứ nha. Cái quan trọng mà người ta đến với mình, người ta chịu tu, còn người khác có nhìn nhận mình bằng cái gì, cái đó là chuyện của người ta, nhà đức không quan trọng tới. À, chúng ta hành đạo á, chúng ta tu hành với cái tâm mình muốn sanh cực lạc á, mình phi đi cái thân mình đi, đừng có đặt vấn đề gì bản thân mình, cái mặt mình quan trọng nữa. Cái mặt mình sao cũng được, hãy để cho người khác nhận thức mình thôi, còn bản thân mình bỏ đi cái bản mặt kiêu ngạo của mình đi, thì quý vị tu tức khắc quý vị tu có kết quả chắc chắn quý vị luôn. À, như bản thân nhận thức bây giờ á, mà nếu nói gì kiêu ngạo cũng là kiêu ngạo nghiêng cái mặt được rồi đó, không đơn giản đâu quý vị. Nó, nếu mà nói về tiếng tâm, nhận đức cũng đang có tiếng tâm lắm rồi đó. Nó, mọi mặt nhận đức tương đối với lắm á, nhưng mà quý vị thấy nhận đức càng ngày càng hạ xuống là vì sao? Vì mình muốn thọ mạng dài một chút cho chúng sanh được nhờ. Nên nhà Đức nói rằng trong cuộc đời này quý vị không có bất cứ một cái việc gì quý vị làm mà tròn vẹn, mà cũng không bao giờ cái gì mà quý vị làm mà để cho người ta hoàn toàn thương quý vị được. Cả nhà Đức ở trong chùa nè, nhà Đức làm việc nè, nhà Đức cực vậy, nhà Đức lo vậy đó, nhà Đức đi xuống nhà bếp nấu cơm nấu ăn luôn á, mà có những người ta ăn người ta còn chê. Mà đó là họ ở trong cái sự việc những đức lo cho đó. Thì quý vị coi, quý vị là ai mà họ không chê, ai mà họ không chửi. Tại vì sao? Trong cuộc đời này cũng như bàn tay có ngón dài ngón ngắn, nó không có cái gì mà tròn vẹn, nên chúng ta đã nhận thức được nó là như vậy rồi, thì chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta sống cho nó đặc biệt. Thấy không? Nó chỉ là dư luận thôi, nó chỉ là dư luận và ý nghĩ của người ta nghĩ và nói thôi. Còn ta cũng có ý nghĩ và cái làm của bản thân mình. Nếu mình mà có cái tâm vậy thì đúng là quý vị đặc biệt quá. Sống trong cuộc đời này nó không bị những cái dư luận, mấy cái thị phi buộc ràng mình. Thường á, có những người chúng ta bị thị phi và dư luận làm mình yếu lại, làm mình thụt lùi lại. Đừng có gì. Thị phi và dư luận là cái động lực để giúp chúng ta phấn đấu. Thì trong cuộc đời này đó mới là thật sự người có tư tưởng mạnh mẽ, quyết đoán và vượt lên thành công. Nhớ đó, mình cố gắng quý vị, nhiệt liệt cố gắng lên. Vì sao? Vì ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng à. Không có ai làm giùm cho ai đâu. Nhưng mà may mắn thay có cái đầu kéo. Cái đầu kéo nó chỉ mình để mà mình cũng làm. Nhưng nếu quý vị không đủ duyên đủ phước, nó cũng chỉ quý vị mà chỉ vì sai đó. Làm nhưng mà không làm đúng mục đích. Thí dụ như chúng ta trồng một hạt giống mà nếu mà nó có thể ngay cái mảnh đất phù sa tốt, cái sự sinh trưởng hỗ trợ cho hạt giống mình để phát triển thì điều này rất là mừng. Nhưng nếu quý vị mà không khéo léo, quý vị lại bỏ cái hạt giống vào ngay cái chỗ mảnh đất khô cằn, có khi chúng ta lại mất giống,
hoặc là cái hạt giống mà nó bị đì lại, cái thời gian sinh trưởng nó quá chậm. Thì khi mà chúng ta mà đến lúc không còn tồn tại nữa thì bản thân mình, cái hạt giống nó phát triển ra thì bản thân mình có được hưởng đâu quý vị. Nên từ nơi đó mà chúng ta có phước duyên lắm, mình mới có được một người hướng dẫn mình mà làm tạo ra một cái mà nó giống như đầu tư đúng chỗ. Bây giờ điển hình đi, bây giờ chúng ta nói về những văn tự cho nó phù hợp vào thời đại đi quý vị. Bây giờ kinh doanh ngoài đời cũng là đầu tư, mà tu hành chúng ta không phải nhìn nhận để đầu tư làm sao sanh duyên phước. Chứ nếu mình không tính ra được cái này thì không lẽ mình tu không được cái gì? Có những người bị biết không, tu mười mấy năm không được gì chăng á, giống như phiền não không mà không có được cái gì chăng á. Còn mình tu, càng tu mình càng an lạc, mình càng tu mình càng có tâm giải thoát, là mình rất may mắn mình gặp được một cái người dẫn dắt mình. Cái này là cái quan trọng. Giống như cái ngôi chùa này, nếu như ai đã từng đầu tư của ít lòng nhiều ở trong cái ngôi chùa này á, thì vì thấy rõ ràng vì đầu tư ở đây nó quá đúng chỗ không? Phải không? Ngôi chùa khi xây chưa xong mà ngôi chùa người ta đã ở rồi, mới có nửa năm sau, chưa được nửa năm là ngôi chùa đã lên tầm khoảng 600 người ở trong chùa, một ngày tu 4 thờ. Đó, có nhiều người bị bỏ ra một số tiền cực kỳ lớn vì xây một ngôi chùa luôn, nhưng mà ngôi chùa đó chỉ còn mướn thêm 2-3 người để quét dọn. Như Đức hỏi quý vị, xây lên một ngôi chùa thiệt là lớn, nếu như mỗi ngày không ai tu vậy thì cái lợi ích của ngôi chùa này thật sự ít quá. Chúng ta nói không lợi ích thì cũng không đúng, nhưng mà nó lợi ích quá ít. Vì chùa là tổ ấm ta về mà không ai về để ở đó tu, còn hành hương ghé ngang rồi đi mất tiêu hết. Có những đêm trở lại thì chúng ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo và buồn thẻ với một ngôi giả lam. Thật sự mà nói, ai là chủ trì một ngôi chùa mà ngôi chùa của mình mà nó buồn đến mức mà không ai ở đó, đi vòng vòng ngôi chùa không thấy ai. Những Đức hỏi vị, thế giới cực lạc nếu không có ai, quý vị thì có gì đó không? Cả thế giới cực lạc mà không có ai gì đó làm gì? Chỉ có mình Phật A Di Đà với Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, còn nhiêu không có ai nữa chứ. Quý vị có về đó không? Không. Chùa này mà có một mình Những Đức, quý vị cũng không về đây làm gì nữa. Vì Những Đức cũng không dám rủ quý vị về, vì con mình Những Đức rồi làm sao để lo cho quý vị mà rủ quý vị về đây, đúng không? Chùa ở đây mà nếu có mình hòa thượng chúng ta cũng không về đây được nữa. Vì có mình hòa thượng về đây làm gì? Nào là về đây không bắt mình quét xung quanh chùa chích một. Nên nhờ á, chùa hòa thượng có nhiều người ở rồi, người ta lo hết trơn rồi, quý vị về đây vị mới tu được. Đó, nên á, cái ngôi chùa dù cho khách hành hương có đông cỡ nào thì đó chỉ là kết duyên chơi. Cái thật chắc là trong ngôi chùa đó phải có một đội ngũ, một hội chúng, giá chót gì cũng phải 300 người ở trong ngôi chùa đó. Thấy không? Để mỗi ngày tu tập, để cái ngôi giả lam mình đến cái cảm thấy nó ấm áp, nghe lời kinh tiếng kệ, nghe niệm Phật vang vang, tự nhiên cái nơi đó mình cảm thấy như là sinh khí, bước đến cái là chúng ta tiếp thu được nguồn năng lượng. Từ nơi đó mà mình phải nhận thức sâu sắc, đầu tư phải nhìn nhận kỹ lưỡng. Cái quan trọng là ngôi chùa mình, hòa thượng là người có cái duyên xây chùa, mà cái vô cùng quan trọng là Những Đức lại chịu nuôi con người. Những Đức đã nhìn rồi, cả đời Những Đức sẽ nuôi con người cho quý vị thấy. Vì không có làm cái việc gì bằng nuôi con người niệm Phật hết. Nhìn mục tiêu nghe không? Ta nói cứu một mạng người còn hơn xây 9 ngôi chùa. Bây giờ quý vị coi, cứu huệ mạng một người nó còn hơn xây 90 ngôi chùa. Cứu một con người xong người đã đi làm ác nữa mà còn cái phước gì đó, nghe không? Không chi là cứu con người rồi cứu luôn huệ mạng của họ thì nghĩ cỡ nào, đúng không? Có nhiều người ta đi vô chùa, người ta hoàn toàn mê hoặc điên đảo, mà nhờ giảng dạy mà người ta được nghe, rồi người ta cái chủng tử Phật người ta lại phát triển. Nên một cái ngôi tam bảo là cần có chia sẻ Phật pháp.
Vì Đức Thế Tôn năm xưa Ngài làm việc sáu thờ giảng pháp, giảng kinh. Sau này quý vị chùa vì tụng kinh, nhưng quý vị tụng lời kinh ra Phật tử không hiểu. Quý vị phải xâm nhập vào chỗ đó để vị đem lời trong kinh Phật dạy vài câu mà mình có thể áp dụng trong cuộc đời, nói ra cho Phật tử nghe, để người ta điều chỉnh cái cuộc đời của người ta lại. Thì đó người ta đi chùa mới thật sự được lợi ích. Thật sự được lợi ích. Còn vị kêu tụng kinh đi, trì chú đi, họ tụng kinh, họ trì chú không có biết cái gì đâu. Vì kêu họ lại 80 vị Phật gì đi, vài trăm Phật gì đi, họ lại bao nhiêu lại, cuối cùng họ có biết cái gì đâu. Họ cứ lại hoài không biết cái gì. Nên cần giảng dạy là như vậy. Cái giảng dạy nó rất là quan trọng, để cho ta hiểu được tánh Phật là gì, ta hiểu được tâm Phật là gì, rồi tâm Phật là ở đâu. Mình giảng dạy cho người ta nghe, để người ta hiểu được tâm Phật không ở đâu xa chứ. Tâm Phật là ngay ta, ngay ta. Thôi vậy ơi, cái bài chia sẻ Phật pháp của chúng ta, cái quan trọng là gì? Hồi nãy giờ quý vị cười rất là nhiều, một nụ cười còn 10 thang thuốc bổ. Mà từng nào về đây mà cũng được bổ kiểu này mà làm sao mà không sung túc quý vị, đúng không? Thôi chúc vị an lạc vị ơi. Chúng ta quyết tâm về cực lạc nghe. Muốn về cực lạc phải làm sao? Thêm cái đừng buồn dặn ai để trong tâm nghe. Cười lên cái cười. Cười thêm lần nữa coi nào. Khuyến mãi thêm lần nữa. Rồi chúc vị an lạc nghe. Hay cho đào vợ. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.